Shalom, shalom, xin thân ái chào tất cả quý tôi con của Chúa. Chúng ta có dịp gặp lại với nhau và rất là vui mừng. Tôi rất là nhớ mọi người chúng ta, bởi vì mà không đến được thì cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn sự cầu nguyện của mọi người. Đi chuyến đi Mỹ thì đã rất là phước hạnh, trong chuyến đi Malai cũng rất là được phước hạnh. Thì có dịp tôi sẽ chia sẻ cho chúng ta, có thể sau khi chúng ta nhóm xong. Hôm nay cậy ơn của Chúa, tôi muốn gửi đến chúng ta sứ điệp về cái sự hiện diện vinh quang của Chúa, hay nói một cách khác, chúng ta nói đến cái sự thể hiện, bước đi trong sự vinh hiển bày tỏ, bước đi trong sự vinh hiển bày tỏ. Đây là một cái sứ điệp mà chúng ta nối tiếp cái sứ điệp mà chúng ta đi dự ở tại Mỹ. Nếu ai chúng ta chưa nghe thì chúng ta nên nghe các bài đó. Là một cơ đốc nhân, chúng ta cần phải hiểu rằng và được nhắc nhở thường xuyên đó rằng chúng ta được dựng nên gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần thể xác, là cái con người bên ngoài chúng ta. Cái thứ hai là cái phần hồn của chúng ta. Và thứ ba đó là phần tâm linh của chúng ta. Phần nào mà nó mạnh trong đời sống của chúng ta, nó sẽ điều khiển cuộc đời chúng ta. Nếu như chúng ta là một người mà chú trọng đến phần xác, tất nhiên là phần thể xác của chúng ta đó, chúng ta sẽ đặt trọng về cái cuộc sống xác thịt của mình, ăn uống, cơm áo, bạc tiền, nó sẽ ảnh hưởng cuộc đời chúng ta. Sự giàu có, nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ hiệu, vân vân, tất cả điều này nó sẽ ảnh hưởng cuộc đời chúng ta và nó lôi kéo cuộc đời chúng ta đi vào trong cái hướng này. Ăn chơi, làm sao sống thỏa mãn cái phần thể xác của mình. Nếu như chúng ta là người bị ảnh hưởng bởi phần hồn, chúng ta sẽ sống với những sự cảm xúc của mình. Chúng ta sẽ để phần hồn chúng ta gồm có lý trí, gồm có cảm xúc của chúng ta, gồm có tình cảm của chúng ta, gồm có những cái sự suy nghĩ, cái sự ý chí của chúng ta. Cho nên khi chúng ta trở thành một người phần hồn thì sẽ dẫn đến chúng ta sẽ làm cho cái phần hồn của mình thỏa mãn. Chúng ta sẽ dùng những phim ảnh, chúng ta sẽ dùng những cái gì mà nó làm cho cái phần hồn mình được kích thích và nó cảm thấy hạnh phúc, nó cảm thấy sung sướng. Và nó cũng ngược lại, phần hồn của chúng ta cũng là nơi mà chúng ta giận hờn, ghen ghét, cay đắng, và chúng ta dẫn đến những ý nghĩ rất là xấu về những người khác. Cho nên một cái tín đồ không phải chỉ sống bởi xác thịt không mà thôi, nhưng mà chúng ta sống bởi phần hồn của chúng ta nữa. Cho nên những cơ đốc nhân mà chúng ta mà không có mạnh mẽ trong Chúa, chúng ta không phải người mạnh mẽ trong tâm linh đó, chúng ta sẽ nói tiên tri từ phần hồn, chúng ta sẽ giảng về từ phần hồn. Nếu như chúng ta là cái người mà tập chú vào thể xác thì chúng ta sẽ hướng về thể xác, chúng ta sẽ giảng và chúng ta sẽ nói theo cái xác thịt, sống từ xác thịt, và chia sẻ giảng dạy trong xác thịt. Chúng ta chú trọng về phần hồn, chúng ta sẽ nói tiên tri từ cái phần hồn của chúng ta. Chúng ta nói làm sao, hay là muốn nghe tiên tri để làm sao thỏa mãn những cái dục vọng bên trong của mình. Chúng ta sẽ, khi chúng ta nói tiên tri, nó đến từ nơi những cái góc độ phần hồn của chúng ta mà chúng ta nói ra. Thí dụ như tôi là cái người thích lên án, chỉ trích người khác. Tôi thích nhìn vào, tôi hay nhìn vào người khác và định kiến vào người khác, và luôn luôn nhìn cái tiêu cực của người khác. Khi tôi nói tiên tri cho một người nào đó, tôi sẽ nói từ nơi phần hồn của tôi là lên án người đó và định tội người đó. Và cái thứ ba mà chúng ta nói đến đó là đời sống, chú trọng đời sống thuộc linh.
Thì một người mà biết rằng mình có thân thể, mình có cái phần xác, phần hồn và phần linh, thì khi chúng ta chú trọng đến phần linh thì chúng ta sẽ yêu mến lời của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng người ta sống qua chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mỗi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hướng đến cái sự sống của chúng ta, nó không còn là cái phần thể xác nữa, ăn uống rồi những thú vui chúng ta nữa, hay là những cái gì về phần hồn của chúng ta nữa, mà chúng ta chú trọng đến sự đời sống thuộc linh của chúng ta. Chúng ta sẽ đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, chúng ta sẽ kiêng ăn, chúng ta sẽ cầu nguyện, chúng ta sẽ đi nhóm, chúng ta sẽ đến những buổi mà nào có nhóm mà chúng ta thấy nơi đó có sự thâm viếng của Chúa, chúng ta sẽ tập Chúa vào đó. Và đó là cái đời sống của một người thuộc linh trưởng thành. Bởi vì chúng ta sẽ không tập chú về cái phần xác của chúng ta cũng không tập chú về phần hồn của chúng ta, nhưng mà chúng ta tập chú về phần linh của chúng ta. Và khi chúng ta tập chú về phần linh của chúng ta thì các phước hạnh thiêng liêng ở trên trời sẽ đổ xuống cho chúng ta. Như chúng ta đã biết là lời Chúa cho chúng ta nói đến cho chúng ta khi mà trong phục truyền đoạn 28, phục truyền là ký đoạn 28 nói đến chúng ta đó, khi chúng ta vâng lời Chúa thì các phước lành này sẽ giáng xuống chúng ta, mà tôi thường là chia sẻ chúng ta bị phước đè đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, kỳ rồi đi qua bên Mỹ thì một anh em chúng ta bắt đầu đến nhóm, và chúng ta được những anh chị em bên Mỹ tiếp đón quá quá ư là tốt đi. Cho nên là phước đè không chỉ là một chuyện mà chúng tôi cảm nhận được mình đang bị phước bức. Cho ai chứ chúng ta chưa nghe cái chữ này phước bức. Bức này là bức gì? Ăn no quá cái bức nước áo. Bức nước nước áo. Cứ đã hết món này món kia, ăn sáng ăn chiều ăn tối, cho nên mặc cái áo cái bị bức nước. Điều này nói đến cho chúng ta thấy được rằng cái phần nào mạnh trên đời sống chúng ta, nó sẽ quyết định đời sống của chúng ta nó như thế nào. Nó sẽ quyết định những điều gì xảy ra trên đời sống chúng ta. Chúng ta chú trọng đến phần xác thịt chúng ta thì cái xác thịt dẫn đến sự chết. Chúng ta chú trọng đến phần hồn chúng ta sẽ sống trong cảm xúc của chúng ta, không được có bình an, không được vui vẻ, không được hạnh phúc. Chúng ta chú trọng đến phần linh của chúng ta thì cái điều gì đến từ linh thì đem đến cái sự sống. Và do đó một trong những điều mà chúng ta cần hiểu được rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, thân thể chúng ta là nơi thánh linh của Chúa cư trú. Cái đền thờ mà cái hòm giao ước, lều tạm, cái hòm giao ước mà chúng ta đã nói đến bây giờ nó đang cư trú ở bên trong của chúng ta. Và bởi vì cái rương giao ước này của Chúa cư trú trên chúng ta đó, cho nên khi mà chúng ta tập chú mình vào những điều thuộc linh, chúng ta nuôi dưỡng mình đời sống thuộc linh qua sự kiêng ăn, qua sự vâng lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, vâng phục những người lãnh đạo của mình, thì càng lúc Kinh Thánh cho chúng ta biết câu tô nhì đoạn 3 câu 18, tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Bởi chúng ta tập chú vào thuộc linh trước ngày, chúng ta hướng về Chúa, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta, thì lúc đó chúng ta được biến đổi giống như hình ảnh của Chúa Giêsu, và chúng ta đi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Vì điều này đến từ Chúa, là thánh linh của Chúa ở bên trong chúng ta, phản ảnh vinh quang của Chúa Giêsu trên gương mặt của chúng ta. Đó, cho nên nhiều người mà chúng ta càng mà đến gần với Chúa, sự vinh hiển của Chúa, chúng ta cảm thấy rằng những sự lo lắng, những sự sợ hãi, những sự bất an, những cái buồn bã chúng ta tự động nó tan biến, bởi càng ngày chúng ta càng lộ ra cái vẻ đẹp của Chúa Giêsu, càng lộ ra bản tánh của Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta hướng về Chúa, chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta càng trở nên giống như Ngài. Đó tại sao Phaolô nói rằng cái mục tiêu duy nhất cho cuộc đời của ông ta là được biết Ngài, được biết Chúa Giêsu. Biết được quyền năng sự chết và sự sống lại của Ngài, tất nhiên là quyền năng mà Đức Thánh Linh ở trong ông được thể hiện ra qua đời sống của ông. Do đó, để sống trong một đời sống mà chúng ta muốn nói đến, đó là bước đi trong sự vinh hiển bày tỏ, hay là bước đi trong sự hiện diện mà Chúa bày tỏ. Nào, chúng ta cần nên hiểu một điều, đó là sự hiện diện của Chúa chưa ở khắp mọi nơi. Chúa là Đức Chúa Trời, không có nơi nào mà không có mặt Ngài. Ngài lớn rất là vĩ đại, Ngài có thể ở tất
cả mọi nơi mà Ngài rất là vĩ đại đến nỗi Ngài ở trong con người chúng ta. Đó là sự vĩ đại của Ngài, không có cả tầng trời không để chứa được Ngài. Sự vĩ đại của Ngài, nhưng mà Ngài có thể ở trong một cái con người rất là nhỏ bé của chúng ta. À. Nào, khi chúng ta hiểu được cái sự hiện diện này của Chúa là hiện diện mà chúng ta phổ thông của Chúa, là Chúa ở tất cả mọi nơi, nhưng mà Chúa cũng hiện diện ở bên trong chúng ta. À, sự vinh hiển của Chúa ở trong chúng ta được che lại. À, đó tại sao đời sống con cái Chúa mà cũng không đến gần với Chúa. Chúng ta giống như một cái đèn bị có cái thùng che lại vậy đó. Bởi vì sao? Chúng ta giấu Chúa bên trong chúng ta. Chúng ta không để Chúa lộ ra bên ngoài. Mà điều mà tôi muốn gửi chúng ta đó, sự vinh hiển này của Chúa cần được thể hiện ra, cần được lộ ra bên ngoài để người khác thấy. Và để cho người khác thấy sự vinh hiển này của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì đời sống cơ đốc nhân chúng ta phải liên tục sống ở dưới sự hiện diện của Chúa, hay trong sự hiện diện của Chúa. À, tức nghĩa là một người cơ đốc nhân trưởng thành, chúng ta không phải là một người tôn giáo. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta giảng dạy, chúng ta nghe giảng dạy, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta trong tổ tế bào, chúng ta hướng dẫn thờ phượng. Chúng ta có thể là một người làm công việc thuộc linh, nhưng mà chúng ta thật ra chúng ta làm công việc của tôn giáo. Bởi vì sao? Sự hiện diện của Chúa không được thể hiện trên đời sống của mình. Khi chúng ta nói chuyện, chúng ta người ta không cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa, sự sức dầu của Chúa trên môi miệng chúng ta. Người ta không nhìn thấy được cái quyền năng của Chúa trong công việc của chúng ta làm. À, và do đó một đời sống của cơ đốc nhân trưởng thành, một đời cơ đốc nhân mà chúng ta cần đạt đến, đó là đời sống chúng ta liên tục là bước đi trong sự hiện diện của Chúa. À, khi người ta hỏi Chúa Giêsu rằng nước Đức Chúa Trời ở tại đâu, thì Chúa Giêsu nó không phải chỗ này, không phải chỗ kia, nhưng mà ở trong lòng các người. Ở một bản dịch khác nữa nó làm còn ý nghĩa, nó là ở chung quanh các người. Tức nghĩa là khi nơi nào mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta không phải là con người thuộc về đất mà chúng ta thuộc về trời. Cho nên chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong cái tập thể là vương quốc của Chúa, chúng ta không thuộc về thế gian. Cho nên chúng ta không bị thế gian ảnh hưởng chúng ta, nhưng mà chúng ta là người ảnh hưởng thế gian. Chúng ta không có người phải đi theo người khác, mà chúng ta phải là cái người dẫn người khác đi theo mình. Chúng ta không thấy người khác mua sắm món đồ đó thích rồi chúng ta cũng bắt chước giống như họ. À, chúng ta không thấy là người khác có cái món đồ đó, người khác làm cách đó chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải sống một đời sống mà chiếu sáng ra để người khác thu hút đến gần với chúng ta. Và do đó để được người khác thu hút đến gần của chúng ta, một trong điều vô cùng quan trọng đó là sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta coi trong Ê-sai đoạn 60 mà chúng ta sẽ thấy rằng khi mà vinh quang của Chúa chiếu sáng rọi trên đời sống chúng ta, Ngài sẽ đem các vua, các chúa, các nước, đem tài sản của các quốc gia đến. Bởi sao? Cái sự hiện diện của Chúa thu hút tài chánh đến, thu hút tiền bạc đến, thu hút những con người đến. Đó là sự hiện diện của Chúa. Và khi mà sự hiện diện của Chúa đến, Ngài Ngài sẽ làm một điều rất là quan trọng, là mọi điều trên đời sống chúng ta được biến đổi. Những cái gì chết trên đời sống chúng ta nó sẽ sống. Bởi vì chúng ta ở trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nào, khi nói để mà sống một đời sống mà liên tục ở trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra đó, sự hiện diện Chúa phải được bày tỏ, không có sự hiện diện không. Chúng ta nên nhớ là một sự hiện diện Chúa ở chung quanh chúng ta, ở trong chúng ta, ở chung quanh chúng ta, Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói nhấn mạnh trong ngày hôm nay là sự hiện diện Chúa phải được bày tỏ ra để người khác thấy, sự hiện diện của Chúa phải được thể hiện ra và người khác bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện này. Đó là sự điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong ngày hôm nay. À, sự hiện diện Chúa phải tác động đến một ai đó và người đó sẽ thấy được cái sự bày tỏ của Chúa trong sự hiện diện này. À, và đó là mục tiêu duy nhất trên đời sống chúng ta, làm sao để mà luôn luôn phải có được cái này và luôn luôn giữ được cái điều này trên đời sống của mình. À, một trong những người mà trình bày cái điều này, giải bày điều này xuất sắc, đó là ông Moses. Môi-se đã từng nói là nếu sự hiện diện Chúa không đi với chúng con thì đừng sai chúng con đi khỏi đây.
Nhưng mà nếu chúng ta coi lại cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy được cái sự huyền nhiệm mà tại sao mà Mô-sê nói cái điều này. Và không một ai chúng ta dường như hiểu được một cái phần quan trọng điều này. Tôi muốn nói đến từ Xuất Thế Ký đoạn 33 câu 1. Chú phán với Mô-sê thế này: Con và dân chúng mà con đã dẫn ra khỏi Ai Cập, hãy rời khỏi nơi này và đi đến đất mà ta đã thề với Abraham, Isaac và Gia-cốp rằng ta sẽ ban đất này cho dòng dõi con. Nào, chúng ta để ý ở tại đây, đó là Chúa sai Mô-sê dẫn dân Israel đến nơi mà cái nơi này đó Ngài đã thề và hứa rằng Ngài ban cho dòng dõi họ. Chúa sai, Chúa hứa và Chúa thề. Đây một lời, không phải chỉ một lời tiên tri không, mà một lời hứa chắc chắn bảo đảm. Ngài thề, và Ngài chỉ chính mạng sống Ngài thề. Rồi, Chúa sai, Chúa thề hứa, cho họ đi. Rồi, kế tiếp câu 2, ta sẽ sai một thiên sứ đi trước con. Có lời hứa rồi, có lời tiên tri rồi, có lời thề của Chúa rồi, có Chúa cũng ra lệnh cho bây giờ con thể đi được rồi. Nhưng mà chúng ta kế tiếp này, Chúa sai một thiên sứ đi với họ. Wow, chúng ta thấy có một sức mạnh quyền năng ở tại đây không? Chúa thề hứa. Rồi rồi, rồi Ngài sai đi, có mạng lệnh Ngài sai đi, rồi Ngài cho thiên sứ đi với nữa. Và Ngài nói rằng những dân này, nó thiên sứ này sẽ đuổi những người này đi khỏi. Rồi các con sẽ đến một dùng sữa, đường, sữa và mật. Nhưng đọc Kinh Thánh để cái chữ nhưng. Nhưng có nghĩa là gì? Nhưng là ngược lại những gì ở trên nói. Nhưng ta sẽ không cùng lên với các con đâu, vì các con là một dân tộc cứng cổ, e rằng ta sẽ tiêu diệt các con dọc đường chăng. Chúa nói lời hứa, thề, sai đi, rồi đồng thời cho thiên sứ đi trước tiêu diệt kẻ thù dùng, nhưng mà Chúa nói ta không để con, bởi vì con là một dân tộc cứng cổ, nếu mà ta đi với con ta sẽ không kìm nổi cái sự giận với con, các con từng tức giận các con, thì ta sẽ tiêu diệt các con. Rồi dân sự khóc lóc vân vân. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái câu 11. Chúng ta coi ở trong Xuất Thế Ký đoạn 33 và đọc từ câu 11 trở đi. Đức Giê-hô-va nói chuyện với Mô-sê mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. Rồi Mô-sê trở về trại quân, còn người phụ tá là Giô-suê ở lại. Rồi Mô-sê mới nói với Chúa thế này: Thưa Chúa, Ngài đã phán với con rằng hãy dẫn dân này lên, nhưng Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ ai đi với con, dù Ngài có phán ta biết đích danh con và con được ơn trước mặt ta. Mô-sê đối diện với một cái việc, đó là Chúa không đi với ông. Và ông cầu xin Chúa rằng nếu con được ơn của Chúa, xin cho con biết đường lối Chúa để con biết Ngài, để con được ơn trước mặt Ngài. Cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. Mô-sê nói rằng: Chúa ơi, ông chúng ta hãy để cái câu chuyện mà Chúa hứa không đi với họ. Bây giờ Mô-sê bắt đầu chuyển qua một cái chuyện khác. Ông biết rằng Chúa chọn ông để dẫn dân Israel rời khỏi Ai Cập và đến đất hứa. Và bây giờ Chúa nói nửa đường, Chúa nói Chúa không đi bởi vì họ không vâng lời, họ cứng cổ. Cho nên ông biết rằng bây giờ không không làm được rồi, chỉ còn mình thôi. Ông nói về Chúa ơi, cho con được ơn trước mặt Ngài. Với Chúa biết con và con đã được ơn rồi. Bây giờ nếu con đã được ơn trước mặt Chúa, bây giờ xin Chúa bày tỏ cho con biết đường lối của Chúa để con biết Ngài. Và được ơn trước mặt Ngài, hãy tiếp tục được ơn trước mặt Ngài. Mô-sê đang nói điều gì đây? Mô-sê nói là: Chúa ơi, cho con được ơn trước mặt Chúa và tiếp tục càng được ơn trước mặt Chúa. Và câu kế tiếp rằng: Xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài.
Khi mà một người được ơn đó thì một điều xảy ra thì họ không chỉ sinh cho mình không, mà họ sinh cho người khác cũng được nữa. À, cái người mà được ơn trước một người nào đó, à, chúng ta xin cái người ban cho mình cái ân huệ thì chuyện rất là dễ dàng, phải không ạ? À, nhưng bây giờ mà chúng ta cần được ơn trước người khác á, thì chúng ta xin cái ân huệ cho người khác cũng trở nên dễ dàng. À, chúng ta thấy câu chuyện này ở câu chuyện của ACT. Khi bà được ơn trước mặt của vua Asiru thì điều gì xảy ra? Ông vua Asiru thấy bà phạm tội, bà đi vào trong gặp vua và vua không cho gặp, bà sẽ phạm tội tử hình chết. Bây giờ thì ông vua đưa cây vương trượng ra và bà cầm lấy cây vương trượng này và bà nói rằng nàng muốn gì dù phân nửa nước ta cũng cho. Bà ST đã gì? Bà không có chỉ xin ơn của bà cho bà không, mà xin cho dân tộc của bà. Và vua chấp nhận, bởi sao? Vua thương bà cho nên thương luôn cả dân tộc của bà. Và đây là cái bí quyết, cái sự huyền nhiệm mà tôi muốn nói với chúng ta một điều rất là quan trọng. Một khi chúng ta được ơn trước mặt Chúa, những ai chúng ta xin giùm, Chúa cũng làm ơn cho họ luôn đó. Amen không ạ? Nếu chúng ta được ơn trước mặt Chúa rồi đó ha, nếu chúng ta được ơn trước mặt Chúa thì một điều huyền nhiệm sẽ đến trên cuộc đời chúng ta. Chứ mà chúng ta xin gì cũng Chúa cho chúng ta nữa, mà chúng ta xin cho ai Chúa cũng nhận lại. Đó là cái nghệ thuật cầu nguyện hay cầu xin của Môi-se. À, Amen. rồi, chúng ta thấy đây không? Nào, ông nói tiếp rằng, vậy bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin cho tỏ cái đường lối của Ngài để con biết Ngài và được tiếp tục được ơn trước mặt Chúa bằng gì khác, tiếp tục được ơn trước mặt Chúa, xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được yên nghỉ. Ông Chúa nói ông rằng, ok được rồi, ta sẽ đi với con và cho con để nghỉ, nhưng mà Chúa không nói Chúa đi với dân Israel. Chúa nó không nói cho dân Israel không. Môi-se thưa với Chúa, nếu chính Ngài không cùng đi, đừng đem chúng con lên khỏi đây. Ông kể cho Israel vô chung với mình nữa. Nói Chúa không đi, Chúa không cùng đi, đừng đem chúng con lên câu này. Ông muốn nói điều gì? Ông nói rằng đó, nếu mà Chúa không cùng đi với con và dân sự này đó thì con không đi luôn nữa. Con không đi một mình, con muốn đi với dân sự của con. À, nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Hãy nhớ rằng nếu chúng ta là người được ơn trước mặt Chúa, là cha mẹ được ơn trước mặt Chúa, con cái chúng ta cũng được ơn trước mặt Chúa. Nếu chúng ta là người mục sư mà chúng ta được ơn trước mặt Chúa thì hội thánh của chúng ta, dân sự của chúng ta cũng được ơn trước mặt Chúa. À, do đó hôm nay tôi ước mong rằng chúng ta hiểu được cái sự hiện diện vinh hiển của Chúa rất là quan trọng trên đời sống của chúng ta. Và Chúa mới trả lời Môi-se, ta sẽ làm điều con cầu xin. À, ta sẽ làm cho con điều con cầu xin ta vì con được ơn trước mặt ta và ta biết đích danh con. Ồ, một sự thay đổi ngoạn mục. Đức Chúa Trời đầu tiên Ngài đã khước từ dẫn dân Israel đi, nhưng mà bởi vì Môi-se là người lãnh đạo và ông biết Chúa và ông gần gũi với Chúa, và ông bởi vì ông gần gũi Chúa, ông đẹp lòng Chúa, ông được ơn trước mặt Chúa, và bởi vì ông được đẹp lòng Chúa, được ơn trước mặt Chúa, cái lời cầu nguyện của ông cho người mà Chúa không ưa, Chúa cũng thành ưa luôn. Chúa cũng thích họ luôn. À, chúng ta thấy đặc biệt không? Đây là tầm quan trọng của một người lãnh đạo. À, nếu chúng ta là người lãnh đạo gia đình, chúng ta là làm bất cứ điều gì, tôi cầu nguyện cho quý vị và tôi, mỗi người chúng ta luôn luôn ngước mắt lên trần Chúa và xin Chúa cho con được ơn trước mặt Ngài. Con đi đâu, con làm gì, con nói gì, Chúa ơi xin cho con được ơn trước mặt Ngài, cho con được biết Chúa, biết đường lối của Chúa để con càng ngày con được biết Chúa nhiều hơn, để càng ngày con càng được ơn trước mặt Chúa nhiều hơn. Rồi. Bây giờ Chúa đã nhậm lời của ông rồi. À, là Chúa sẽ đi với ông và đi dân sự của ông. Môi-se không ngừng ở tại đây. À,
Ông nói tiếp trong câu 18. Môi-se thưa, xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, ta thể hiện sự toàn hảo ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh ta trước mặt con. Nghe kỹ ở tại đây nè. Môi-se xin Chúa cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Chúa nói ông điều gì? Bởi vì con khao khát được muốn ngắm nhìn vinh quang của ta, ta sẽ cho con thấy cái sự toàn vẹn của ta cho con, trước mặt con. Tất cả những gì mà của ta, nó sẽ ở trước mặt con. Ta sẽ công bố danh ta trước mặt con. Có nghĩa là hãy tưởng tượng quý vị đang đứng ở một nơi đó rất là đông. Ví dụ như quý vị là như ở nước Mỹ, thì Tổng thống nước Mỹ giới thiệu quý vị, đây là người bạn của Ngài. Chúa cho biết danh của Ngài trước mặt mọi người, kể cả trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Chúa nói này, ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Như vậy cho chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt ở tại đây là khi chúng ta khao khát sự hiện diện của Chúa, chúng ta khao khát ở trong bước đi trong sự vinh quang của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được Chúa làm ơn trên đời sống của mình. Rồi Môi-se, rồi Chúa mới nói rằng không ai, nhưng con không thể thấy mặt ta vì không ai thấy mặt ta còn sống. Rồi này ta sẽ, này ta có một chỗ gần ta, con hãy đứng trên tảng đá, khi vinh quang ta đi ngang qua, ta sẽ con thấy trong kẽ đá và lấy bàn tay ta che con đến khi ta qua rồi. Ta mới rút lại, con sẽ thấy phía sau ta nhưng không được thấy mặt ta. Lý do điều này chúng ta hiểu được rằng cái sự hiện diện của Chúa rất là thánh khiết, rất là vinh hiển, cho nên ai thấy Chúa đều chết cả. Con người xác thịt chúng ta tội lỗi, có nhiều sự ô uế và không thể đứng nổi trước mặt Chúa, giống như một đống lửa rất là lớn, chúng ta cầm một ly nước chúng ta hất vào trong đống lửa thì nó sẽ bốc hơi liền. Sự hiện diện Chúa giống như vậy. Điều Môi-se nói với Chúa có nghĩa là gì? Ông nói với Chúa rằng nếu sự hiện diện Chúa không đi với con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ không bước một bước nào cho đến khi con bảo đảm rằng Chúa ở với con, Chúa đi với con. Môi-se hiểu được rằng cái sự hiện diện vinh hiển của Chúa sẽ biệt riêng ông và dân sự của ông khác tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Và chúng ta nên nhớ một điều rất là quan trọng ngày hôm nay, sự hiện diện vinh hiển của Chúa đang ở trong chúng ta. Ngày xưa Môi-se đến gặp Chúa, ông gặp Chúa và ông bước ra khỏi sự hiện diện Chúa, ông phải lấy cái màn vải che mặt lại mình lại, bởi vì người ta thấy cái vinh quang của Chúa rọi vào trong mặt ông và họ không thể nhìn được, cho nên ông phải dùng cái vải là che mặt lại. Nhưng ngày hôm nay chúng qua Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải nhìn vào Ngài, chiêm ngưỡng Ngài bằng cách nhìn qua lời của Ngài, bằng cách để lời Chúa sống ở trong chúng ta. Chúng ta đồng cách lời Chúa sống qua chúng ta. Chúng ta sẽ đi từ vinh quang này hay từ vinh quang này sang vinh quang khác nhờ thánh của Chúa phản ảnh cái điều này cho đời sống của mình. Điều này cho chúng ta hiểu đây là một lẽ thật rất là quan trọng. Môi-se không cần biết các quốc gia khác họ tìm kiếm được sự dẫn dắt từ ai, họ có chiến lược đánh trận bằng cách nào, họ điều khiển cái họ vận họ làm việc cái chánh quyền của họ làm việc cách nào, hay là cái đội quân của họ muốn đánh kiểu gì. Nhưng mà ông muốn nói một điều, ông chỉ có một nguyên tắc duy nhất, đó là chỉ có Chúa là đấng dẫn dắt, cai trị, đấng chiến trận, đấng mà khiến cho ông có thể sống tồn tại trong đồng vắng. Lý do tại sao sự hiện diện của Chúa ở với mình. Tôi xin thưa với tất cả chúng ta rằng cái vấn đề nằm ở tại đây đó. Nhiều người có nan đề, nhưng mà nan đề không giải quyết được. Tại sao vậy? Họ chạy đến người này, chạy đến người kia nhờ cầu nguyện.
Họ nghĩ rằng cái mục tiên tri này sẽ cầu thai cho mình, họ nghĩ rằng đây là người được ơn sẽ cầu thai cho mình. Vâng, chúng ta cần có những người được ơn đó cầu thai cho chúng ta, nhưng mà điều quan trọng chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm kiếm mặt Ngài, chúng ta khao khát Ngài, sự hiện diện Chúa ở trên đời sống chúng ta, dầm thấm cho đời sống chúng ta, tất cả những nan đề chúng ta nó không còn nữa, bởi Chúa sẽ giải quyết những nan đề đó cho mình. Và chúng ta sẽ coi kế tiếp là Chúa nói với Môi-se thế này: sự hiện diện ta sẽ đi với con và ta sẽ ban cho con được yên nghỉ. Đây là hứa vô cùng không thể tưởng tượng được. Điều mà Chúa nói cho là ta sẽ cho con được yên nghỉ, có nghĩa là con đi đâu con không cần phải lo gì cả, không cần phải lo ăn uống, không cần phải lo chỗ ăn chỗ ở của con, không cần phải lo kinh tế tiền bạc con thiếu thốn như thế nào, ai sẽ trả tiền nhà cho con, ai sẽ trả tiền điện tiền nước cho con, ai sẽ trả tiền học cho con không cần phải lo gì, bởi vì ta ở với con, ta sẽ đi với con và con sẽ được yên nghỉ. Yên nghỉ đó nghĩa là một cái chỗ mà êm ấm, một cái chỗ mà comfortable, chỗ thoải mái và một cái chỗ nghỉ yên trong cái sự êm đềm. Cho nên dù chúng ta có đối diện với thử thách, dù chúng ta đối diện với sự tấn công hay bao nhiêu thứ xảy ra trên đời sống chúng ta vẫn luôn luôn tìm được một chỗ nghỉ yên ở trong Chúa. Bởi sao? Chúng ta đang ở trong Ngài. Nhiều con cái của Chúa chúng ta chạy ra bên ngoài xong rồi gặp nan đề mới chạy vào trong Chúa, nhưng mà không không biết rằng mỗi ngày chúng ta có thể ở trong Ngài. Hãy nghĩ thế này: nếu như người lãnh đạo hội thánh họ để cho sự hiện diện hay là để cho vinh quang của Chúa được thể hiện trong hội thánh, thì điều gì sẽ ra? Hội thánh sẽ không còn lộn xộn nữa, không còn tranh đấu, không còn hơn thua nữa, không còn nói hành nói tội nhau nữa. Sự hiện diện Chúa ở trong hội thánh, khi mà thờ phượng Chúa, mỗi người đều được cảm nhận sự hiện diện Chúa trong buổi nhóm. Mỗi người cảm thấy được rằng Chúa đã có ở trong buổi nhóm này. Và khi họ nghe lời giảng, họ cảm thấy như chính Chúa nói chuyện trực tiếp với mình. Những tín đồ trong hội thánh luôn luôn thấy được cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ và họ được phước hạnh và được thịnh vượng. Chỉ trong vòng mấy tuần lễ tôi đi hai chỗ. Một chỗ là tại hội thánh Bethel ở bên bên Mỹ, ở Redding ở bên Mỹ. Và tôi được nghe cái sự hiện diện của Chúa ở trong đó mà không cần cầu nguyện cho ai đó, ngay cả những người mà ngồi xe lăn có thể trỗi dậy đi. Sự hiện diện Chúa ở trong hội thánh đặc biệt đến nỗi là dấu kỳ phép lạ xảy ra mà không cần ai đặt tay cầu nguyện. Sự hiện diện của Chúa trong hội thánh, có nhiều người bước vào trong hội thánh họ gặp được Chúa mà không cần ai phải cầu nguyện cho người đó. Và tôi được nghe nhiều dấu kỳ phép lạ. Tại sao vậy? Hội thánh đó tập Chúa không phải là, và tổ chức không phải là tôn giáo, nhưng mà họ tập trung vào sự hiện diện của Chúa, vinh hiển của Chúa được thể hiện trong buổi nhóm. Hãy nhớ rằng tôi muốn nhấn mạnh chúng ta, sự hiện diện Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà Chúa có thể hiện sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta nhóm hai ba người lại, chúng ta nói về Chúa, sự hiện diện của Chúa. Tôi đến một hội thánh tại của một sư hội thánh là Calvary Church ở tại Malaysia. Tôi đến tôi gặp, bước đầu tiên tôi gặp một người mục sư rất là trẻ tuổi, chừng 30 thôi, và tôi nói chuyện với người này và tôi nói riêng với mục sư Đăng Tâm và một số người tại đó. Tôi nói thật với tất cả mọi người đó, đi qua đây tôi gặp ông mục sư trẻ tuổi này đó là đứa con thuộc linh của mục sư Rajan đó. Tôi nói kiếm cả Việt Nam đó không có một người giống vậy, mà ngay cả những người lớn tuổi hơn đó. Mức độ chiều sâu thuộc linh, mức độ sự khôn ngoan, mức độ sự khiêm nhường, mức độ của tâm tình mà hầu Chúa không tìm thấy ở Việt Nam của chúng ta. Rất là đáng tiếc tôi phải nói điều này, mà ngay cả nhìn thấy những người mục sư lớn tuổi hơn nữa chứ không thấy, có thể có ở đâu đó tôi không biết. Rồi trong hội thánh của họ, họ kể rằng từ
đầu năm tới giờ thôi. À, đầu năm tới giờ thôi. Trong hội thánh của họ, những người bị ung thư được được chữa lành. Mười mấy người ung thư được chữa lành. Chỉ vì sự hiện diện của Chúa. Vô trong không khí đó nói tiên tri thật rất là dễ dàng. Bởi vì sự hiện diện của Chúa có đó. Tôi cầu nguyện cho một người hoàn toàn mù và cầu nguyện một lát sau, bởi vì có nhiều người chờ, tôi cầu nguyện cho một người này chút xíu sau thì cái người mù này bắt đầu thấy mờ mờ ở phía trước. Có nghĩa là hồi trước là hoàn toàn không thấy gì, bắt đầu thấy được, nhận dạng được. Có lý địa tại đó. Khi tôi đến thì hội thánh đó tôi được mời giảng hội thánh đó, tôi nói là một sư ra trình là tiên tri của những nhà tiên tri, ông đào tạo rất nhà tiên tri, rồi những người con thuộc linh của ông ta là những người nói tiên tri, là những sứ giả của ông. Tôi đến với nó cảm thấy mình giống như một em bé mà múa hát trước mặt ba mẹ của mình vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho mình được ơn. Cho nên khi chúng ta hiểu đó là điều mà tôi cầu nguyện Chúa, cho con được ơn trước mặt Chúa, cho con Chúa đưa con đến đây. Ngài nếu Ngài không nói gì làm sao con không biết cái gì con đã nói nữa. Và cùng một nguyên tắc đó cho mỗi cá nhân. Nếu mỗi cá nhân chúng ta có sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện Chúa được bày tỏ trên đời sống của chúng ta sẽ không biết cái lo lắng là gì, chúng ta không biết thiếu thốn là gì, chúng ta không biết sợ hãi là gì, chúng ta không biết thất vọng là gì, chúng ta không biết trầm cảm là gì, gia đình chúng ta không biết, không bao giờ có cái sự mà tranh luận tranh cãi với nhau, hơn thua với nhau, không có ly dị, chứ con cái không có nổi loạn với sự hiện diện của Chúa được bày tỏ. Không có chuyện hiện diện Chúa xong không, mà sự hiện diện Chúa phải được bày tỏ, được thể hiện ra. Ánh sáng phải được rọi ra mà người ta thấy. Cho nên khi có mặt Chúa thì cái sự hiện diện của Chúa sẽ đem tất cả mọi sự nằm trong sự trật tự. Chúng ta sẽ có bình an. Chúng ta sẽ có sự thịnh vượng. Chúng ta được nghỉ ngơi. Vì Chúa nói, ta sẽ đi trước con. Và ta cho các con được yên nghỉ. Hãy để Chúa đi với mình. Để Chúa ở với mình. Để Chúa bày tỏ sự hiện diện vinh quyển của Ngài. Và chúng ta sẽ được yên nghỉ. Cho nên ai chúng ta đang gặp khó khăn, ai chúng ta đang có điều gì đó, tôi khuyến khích chúng ta đừng chạy đến người này, đừng chạy đến người kia nữa. Hãy đóng cửa lại, tìm kiếm Chúa cho đến khi gặp được Ngài. Cho đến khi Chúa bày tỏ sự hiện diện vinh hiển của Ngài trên đời sống của mình. Và Ngài xác nhận chúng ta. Ta sẽ ở với con. Ta đi với con. Chúng ta coi kế tiếp. Sự hiện diện Chúa được bày tỏ trong một số nơi trong Kinh Thánh. Sáng thế ký đoạn 21 câu 22. Vua Abimelech và Phi Côn, chỉ huy trưởng quân đội, nói với Abraham thế này. Đức Chúa Trời giúp đỡ ngươi trong mọi việc ngươi làm. Điều này nói đến điều gì? Có sự khác biệt giữa một cái người bình thường là Abraham và cả vua Abimelech và Phi Côn là chỉ huy trưởng của quân đội. Chính vua Abimelech xác nhận nói đến làm hòa giải hòa với Abraham, đừng đụng đến chúng tôi, thề đừng đụng, chúng ta lập giấc nhà, đừng đụng đến chúng tôi và chúng tôi cũng không đụng đến đâu. Rồi Chúa hứa với Giô-sê là không ai tôi đứng trước mặt ông, bởi sự hiện Chúa ở với ông. Giô-sê đoạn 5 câu 6, đoạn 1 câu 5 câu 6. Trọn đời con sẽ không ai đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như ta ở với Mô-sê. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân này đến nhận đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ họ. Hãy mạnh dạn thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Mô-sê đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây bên phải hoặc bên trái để con đi đâu cũng được thịnh vượng. Chúa muốn nói với Giô-sê câu điều này, không ai có thể đứng nổi trước mặt con, không có một cái nghèo nào, không có thể thiếu thốn nào có thể ở trước mặt con, không có bệnh tật nào có thể trước mặt con, không có sự đau khổ nào ở trước mặt con, không có sự buồn bã nào trước mặt con, bởi vì ta ở với con, sự hiện diện ta được thể hiện trước mặt con và không ai đụng đến con được, không ai đứng trước mặt con được.
Cho nên bởi vì cái sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống chúng ta khiến chúng ta có đức tin, có sự mạnh mẽ, có sự can đảm và không nhút nhát, không sợ hãi. Chúa nói với Gideon thế này: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở với anh. Với ông nói: thưa ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở chúng tôi thì sao tất cả những chuyện này xảy đến chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi thuộc rằng Đức Giê-hô-va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập, thế thì tại sao việc kỳ diệu này ở đâu mà bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào trong tay Ma-đi-an? Chúa lại phán với ông thế này: hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Israel khỏi dân Ma-đi-an, chẳng phải ta sai con đó sao? Khi ông thưa lại: Chúa, làm sao con có thể giải cứu Israel được? Gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasse, con là người nhỏ nhất trong gia đình. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ ở cùng con và con sẽ đánh bại dân Manan như đánh một người. Cái câu kinh thánh mà dùng ở tại đây đó là Chúa nói cái dùng sức của con. Dùng sức của con. Hãy nghe cái điều này. Chúa muốn nói dùng sức của con, có nghĩa là gì? Chúa muốn nói Gideon, cái sức mà con có nó thật là quyền năng, nó có thể tiêu diệt dân Ma-đen, có thể cứu dân Israel. Sức đó là sự hiện diện của ta. Và Kinh Thánh bày tỏ với Gideon cho chúng ta biết rằng Gideon là cái người nhút nhát. Ông là cái người mà trong chi tộc nhỏ nhất, nghèo nhất, và ông là người nhỏ thấp nhỏ nhất út ở trong gia đình. Điều đó không quan trọng. Tôi xin thưa với chúng ta là cái quá khứ chúng ta không quan trọng. Chúng ta sinh ra từ một gia đình nào đó không quan trọng. Chúng ta có ăn mày ở trên đường phố hay là ngủ một bụi hè, chuyện đó không quan trọng. Quá khứ chúng ta có thể là những người xì ke, ma túy, nghiện ngập hay bất cứ sự thất bại thế nào cho đời sống chúng ta, chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta có biết chắc chắn rằng sự hiện diện vinh hiển của Chúa ở trên đời sống mình, và Chúa bày tỏ điều này trên đời sống của mình hay không. Và đó là dấu hiệu chúng ta khác biệt tất cả những người khác trên đất này. Chúa nói với Jeremy: ta sẽ khiến con làm tường đồng kiên cố dân này, chúng sẽ đánh với con nhưng không thắng nổi con, vì ta ở với con để giải cứu con, để cứu con và giải thoát con. Các dân tộc có thể vây vào ông, điều đó không quan trọng. Chúa nói ta ở với con, giải cứu con. Ê-sai đoạn 43 câu 1 câu 5, Chúa nói với Ê-sai thế này, và Chúa nói với những ai mà Ngài yêu mến như thế này: bây giờ Đức Giê-hô-va phán, hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên con, hỡi Israel, đấng đã tạo thành con, phán: đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con thuộc về ta. Khi con vượt qua dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng tiêu đốt con. Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, đấng thánh của Israel, cứu chuộc con. Ta sẽ ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cúc và Sê-ba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chọn, đáng chuộng, chính ta đã yêu con. Tình yêu của Chúa dành cho những ai thuộc về Ngài, đó là Ngài bảo vệ họ, Ngài ở với họ. Và thậm chí Kinh Thánh còn nói rằng Ngài sẽ đem những con cái của họ, xa họ, trở về với họ. Một điều bảo chứng cho đời sống chúng ta là chúng ta cố gắng thuyết phục người ta trở về chúng ta, nhưng khi không ai trở về chúng ta, cho đến khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện Chúa, vinh hiển của Chúa, để Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua đời sống chúng ta, và Ngài kéo những người xa chúng ta trở về chúng ta. Nào, sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống chúng ta nó kèm theo một điều kiện. Chúng ta coi trong Sử ký nhì đoạn 14 câu 11 cái câu 13. Vua Asa cầu khẩn Chúa, ông nói rằng: lại Đức Giê-hô-va, ngoài Chúa ra chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng con, xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu với đoàn quân đông đảo này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa.
Điều gì đã xảy ra? Đức Giê-hô-va đánh bại quân Cúc trước mặt dân Giu-đa và vua A-sa quân trước mặt dân Giu-đa và vua A-sa, quân Cúc bỏ chạy. A-sa và quân của vua truy đuổi chúng đến Gê-ra. Quân Cúc ngã chết, bị quét sạch, không còn một ai sống sót. Chúng bị đánh tan trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo quân của Ngài. Người Giu-đa chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm. A-sa đã tìm cầu Chúa trong lúc ông gặp nan đề. Ông hạ mình, ông tìm kiếm Chúa và ông xác nhận là Chúa ơi, con yếu lắm. Nhưng mà con biết Chúa là đang giúp đỡ những kẻ yếu thắng được người mạnh. Chúa ơi, con không thể nào đương đầu với một nan đề quá to lớn này. Con không đương đầu với bệnh tật, con không đương đầu với chuyện hôn nhân gia đình của con, cái của con không đương đầu với vấn đề tài chính của con không đương đầu được. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài Đức Giê-hô-va đấng giúp đỡ. Ngài đấng khiến cho những gì không có trở nên đầy dẫy. Ngài đấng khiến cho người yếu thắng người mạnh, khiến cho số ít thắng số đông. Ngài khiến cho những người mà ngu dại làm hổ thẹn kẻ khôn ngoan. Ngài đấng khiến cho điều này. Xin hãy phù hộ con. Xin hãy giúp đỡ con. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Một thời gian sau, vua Asa không còn giống như vậy nữa. Chúa mới sai một tiên tri Asaria đến và nói với vua thế này: Xin vua Asa cùng toàn thể Juda và Benjamin nghe tôi nói. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu nay Israel không có Đức Chúa Trời thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nhưng trong lúc khốn khó, họ trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel mà tìm kiếm Ngài, thì gặp được Ngài. Trong thời gian ấy, không một ai ra vào được bình an và tất cả dân cư đều rối loạn. Nước này dài đạp nước kia, thành này đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời khuấy rối chúng nó bằng đủ thứ khổ nạn. Hãy nghe đây. Cái bí quyết để chúng ta giữ được sự hiện diện Chúa trong đời sống của chúng ta đó là: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng này. Chúng ta theo Chúa bao lâu thì Chúa sẽ ở với chúng ta bấy lâu. Lúc nào chúng ta ngưng không còn tìm kiếm Chúa nữa thì sẽ ngày ngưng không gặp chúng ta nữa, không ở với chúng ta nữa. Chúa nhắc nhở vua Asa một điểm rất là quan trọng. Asa, đừng có quên rằng trước đây con đã được chiến thắng như thế nào. Con đã tìm kiếm ta với tất cả tâm lòng của con. Và trong lúc gian truân đó, ta đã đem sự hiện diện ta đến với con, và sự hiện diện của ta khiến cho kẻ thù con chạy tán loạn và con nhận lại rất nhiều chiến lợi phẩm. Tiên tri Asaria nói với vua Asa thế này: Con có nhớ, vua có nhớ rằng vương quốc trước khi mà vua lên ngôi không? Tất cả mọi sự lộn xộn, không luật pháp, không hướng dẫn, không sự công chính, không ai dạy dỗ, mọi người đều nghĩ đến riêng mình, họ muốn làm gì thì họ làm. Nhưng bởi vì con tìm kiếm ta, con gặp được. Bởi vì con nhờ cậy ta nên ta giúp đỡ con, sự hiện diện ta ở với con. Nhưng giờ đây thì con không còn tìm kiếm ta nữa, thì sự hiện diện ta không còn ở với con nữa. Rất nhiều con cái Chúa, rất nhiều người hầu với Chúa quên đi tầm quan trọng của sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Và hôm nay đại ơn của Chúa, tôi muốn gửi đến chúng ta. Ngày nào chúng ta còn tìm kiếm Chúa, ngày đó sự hiện diện của Chúa trên đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Ngài sẽ bày tỏ sự tốt lành, sự nhân từ của Ngài trước mặt chúng ta. Ngài bày tỏ sự toàn hảo của Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt vời, tốt đẹp trên cuộc đời chúng ta.
Ngài bày tỏ rằng Ngài thương xót chúng ta, và Ngài bày tỏ rằng Ngài làm ơn chúng ta, và càng ngày chúng ta ơn càng tự ơn. Nhưng nếu lỡ như một ngày nào đó chúng ta quên đi những gì trước đây mình không có mà nhờ Chúa mình đạt được, và chúng ta thỏa mãn với những gì mà Chúa ban cho mình, thì Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài, nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, Ngài cũng sẽ lìa bỏ ngươi. Đoạn 15 câu 2. Cái chữ gặp được ở đây nguyên văn tiếng Hebrew có nghĩa là massage, có nghĩa là sự hiện diện của Chúa có thể đến với chúng ta và thêm sức cho chúng ta, thêm năng lực cho chúng ta và ban phước cho chúng ta. Cho nên hãy tìm kiếm Chúa hết lòng. Ngài sẽ đến với chúng ta trong sự hiện diện của Ngài. Và sự hiện diện vinh hiển của Ngài, sự hiện diện quyền năng của Ngài sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta. Thay đổi gia đình chúng ta, thay đổi hội thánh của chúng ta, thay đổi mọi nan đề của chúng ta. Hãy để sự hiện diện vinh hiển của Chúa hàng ngày khi chúng ta gặp Chúa và nói: Chúa ơi, con mong đợi sự hiện diện của Ngài được thể hiện trên đời sống con ngày hôm nay. Nơi nào con đi đâu, con làm gì, xin Chúa thể hiện sự hiện diện này. Trong một ý thức được rằng Chúa ở với chúng ta 24 trên 7 và chúng ta đi đâu làm gì, Ngài luôn ở với chúng ta. Để thể hiện được sự hiện diện vinh hiển của Chúa trên đời sống chúng ta nói điều gì, chúng ta biết rằng Chúa dùng môi miệng chúng ta để nói ra. Chúng ta làm điều gì, chúng ta thấy có bàn tay của Chúa nắm lấy tay chúng ta và vùi giúp chúng ta để giúp chúng ta làm được những công việc đó. Và tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta làm, nó không phải là bởi sức của chúng ta mà quyền năng siêu nhiên của Chúa, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Bởi vì Chúa ở với chúng ta, không ai nghịch được với chúng ta. Amen. Không có bệnh tật, không có nghèo đói, không sự khổ sở, không có buồn bã, không có trầm cảm, không sự thất bại. Bởi vì Chúa hứa với chúng ta rằng chúng ta đi đâu, Ngài sẽ gìn giữ đó. Ngài hứa với chúng ta đừng sợ, vì ta ở cùng con. Bàn chân tôi đến đâu, tôi sẽ ban cho con nơi đó làm cần nghiệp. Hãy đến với Chúa giờ này, để chúng ta khao khát Chúa, muốn bước đi trong sự hiện diện vinh hiển này. Hãy giơ tay lên nói: Chúa ơi, con khao khát kìa, tha thứ cho con. Bởi vì lâu nay con thờ ơ với Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, nhưng mà con để Chúa bên ngoài cuộc đời của mình. Con làm những công việc, xử lý công việc của con theo cách cá nhân của con. Chúa tha thứ cho con. Con muốn trở lại với mối quan hệ mật thiết với Ngài hôm nay. Cha ơi, con đến với Ngài giờ này. Cá nhân con khao khát, trăn trở, mong muốn là con luôn được ơn trước một ngày và ơn càng thêm ơn. Và tất cả điều này nó chỉ nằm ở trong cái chỗ là ở trong sự hiện diện của Chúa. Và sự hiện diện vinh hiển của Ngài được thể hiện trên đời sống của mình. Cha ơi, con đến với Ngài qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Như điều Chúa Giêsu đã nói rằng Cha yêu con thế nào và Chúa Giêsu thế nào thì Ngài cũng yêu chúng con giống vậy. Con biết rằng Ngài rất yêu chúng con. Xin hãy kéo chúng con gần Ngài. Giúp đỡ chúng con ở trong sự hiện diện của Ngài. Những lúc con người thể xác của chúng con không muốn,
có những thứ đòi hỏi trên đời sống của chúng con. Nó khiến chúng con không đến gần với Chúa. Có những lúc phần hồn của chúng con không đủ ý chí để đến với Ngài. Nhưng mà Trời ơi, xin dùng sức yêu thương của Ngài kéo chúng con gần Ngài. Xin dùng sức yêu thương của Ngài đưa chúng con vào trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Để chúng con không hề rời Ngài, không hề xa Ngài. Tạo nên chúng con một sự khao khát, đam mê. Để mỗi lần chúng con không gần Ngài trong một giây phút nào đó, chúng con cảm thấy một sự thiếu thốn thật là cực kỳ. Cảm thấy một cái gì đó hụt hẫng và khác đến nỗi chúng con phải có Ngài cho được. Xin hình thành điều này cho tất cả mọi người chúng con. Cảm ơn Ngài một sứ điệp Ngài đã đưa đến cho con. Và nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin Thánh Linh của Ngài đấng đang ngự trong mỗi chúng con khuấy dậy con người bên trong của chúng con, thức tỉnh chúng con, kéo chúng con và ban sức cho chúng con để qua dòng huyết Chúa Giêsu chúng con thì đến thẳng đến ngai thiên ân và gặp gỡ Cha của chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho những ai chúng con tại đây mà chúng con cảm thấy đang xa Chúa, những ai chúng con đang tại đây đang gặp những nan đề, những khó khăn họ không giải quyết được. Con cầu nguyện lúc này là lúc mà họ chạy đến với Ngài và đầu phục Chúa hoàn toàn, hạ mình trước mặt Chúa, ăn năn và tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Con cầu nguyện Ngài thương xót họ, đối xem họ và làm ơn cho họ, phục hồi đời sống của họ trở lại, phục hồi đời sống tâm linh của họ, phục hồi đời sống phần hồn của họ và phần thể xác của họ. Và những nhu cầu nào họ cần, Chúa sự hiện diện vinh hiển của Ngài đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trên đời sống của họ. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện giờ này Chúa, nếu chúng con được ơn trước mặt Ngài thì xin Chúa hãy làm ơn cho gia đình chúng con. Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin đối xem người chồng, người vợ như người con của chúng con. Đối xem công việc của chúng con làm và làm ơn cho chúng con. Nếu có được ơn trước mặt Chúa thì Chúa ơi, xin hãy làm ơn cho những mục vụ mà Ngài giao cho chúng con, cho hội thánh của chúng con, cho bầy chiên của chúng con, cho dân sự của Ngài. Nếu chúng con được ơn trước mặt Ngài, Chúa ơi, xin đổi xem dân tộc của chúng con, thăm viếng dân tộc chúng con và cứu dân tộc chúng con. Con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài vì Ngài đang lắng nghe lời cầu nguyện của con. Con biết ơn Ngài vì Ngài cho chúng con sứ điệp này, có nghĩa là Ngài muốn làm ơn cho chúng con. Ngài đã làm ơn cho những con người ở trong Kinh Thánh thế nào, và giờ đây Ngài cũng muốn làm ơn cho chúng con như vậy, và thậm chí hơn nữa như vậy, bởi vì Chúa Giêsu sắp sửa trở lại và Ngài muốn dùng cuộc đời chúng con là những người được ơn để hoàn thành những điều gì Ngài muốn làm trên đất này trước khi Chúa Giêsu trở lại. Con cảm ơn Ngài và chúng em đã cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.